Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Đã đến với kênh Anh Về Giòn. Hôm nay mình lại đi rừng các bạn ạ. Đó, vừa đi rừng tìm ong mật, đó, vừa đi lấy cây thuốc. Đó, và không thể quên đó là chia sẻ cho các bạn cùng biết. Đấy. Hôm nay mình sẽ đi tìm một cái loại cây thuốc rất là hay các bạn ạ. Rất là quý hiếm. Đó, và chữa được rất là nhiều bệnh. Đó. Thì đồng thời hôm nay mình sẽ tìm và chia sẻ cho các bạn cùng biết nhé. Đó. Hiện tại giờ mình đang ở trên rừng. Đấy. Mình đang ở trên rừng và đang ngồi ngơi các bạn ạ. Mình vừa lên đến rừng xong. Đó, thời tiết thì hôm nay rất là mát mẻ này. Gió rất nhiều và hôm nay là ít muỗi các bạn ạ. Vì hôm nay là chuẩn bị có bão các bạn ơi. Đó. Chuẩn bị có bão lên, chuẩn bị mưa. Đó. Thì mình vẫn phải tranh thủ các bạn ạ. Vẫn phải tranh thủ đi lấy cây thuốc thì mình vẫn phải đi và đồng thời chia sẻ để cho các bạn cùng biết. Đấy. Thì cây thuốc ngày hôm nay mình giới thiệu cho các bạn thì là một cây thuốc như thế nào. Đó. Thì cây thuốc ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là một cây thuốc rất là quý hiếm nha các bạn. Đó. Một cây thuốc chữa được rất là nhiều bệnh và có mặt hầu như trong hầu hết trong các bài thuốc và thuốc lam chữa bệnh nha các bạn. Đó là một cái vị thuốc rất là quan trọng đó. Và để chia sẻ cụ thể cho các bạn thì hôm nay mình phải tìm được cái đó và cụ thể nó thì mình mới chia sẻ được cho các bạn một cách cụ thể được. Đấy. Thì rất là mong các bạn hãy cùng mình đồng hành để khám phá tìm được cây thuốc này nha các bạn. Đó. Thì các bạn nào quan tâm đó và thích thú về vấn đề này thì các bạn hãy đừng rời màn hình nha, hãy cùng mình khám phá và chinh phục đó, cây thuốc này nha các bạn. Đó, và thứ hai nữa là được trải nghiệm một cái đi rừng tìm cây thuốc với mình nó như thế nào nha các bạn. Đấy, ok, và hiện tại giờ mình đã có mặt ở trên rừng rồi các bạn ạ. Đây là khu vực mình ngồi ngơi các bạn ơi. Rừng dây núi bây giờ là rất là mát mẻ, hôm nay là gió rất là nhiều. Đấy, thì nó không có muỗi các bạn ạ. Đó. Và hôm nay trên đường đi thì mình cũng vừa tìm cây thuốc, hai nữa là vừa ghé thăm một vài hũng ong. Một vài hũng ong xem nó có ở không các bạn ạ. Vì một tuần nay mình không đi rừng nữa các bạn. Và một số hũng ong mình lút thì mình vẫn chưa đi kiểm tra được hết các bạn ơi. Đó. Mình vẫn chưa đi kiểm tra được hết hũng ong. Nó rất là nhiều các bạn ạ. Và công việc của mình rất là bận nên mình chưa thời gian đi. Ở đây các bạn ơi. Đó, đây là một cái hũng ong này mình lút rồi các bạn. Đó, nhưng mà nó không ở các bạn. Hũng này khả năng là bé và nó không ở được các bạn. Đó. Ok. Sau đây mình sẽ mời các bạn cũng như là hãy cùng mình đồng hành tìm cây thuốc nha. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi nha các bạn. Bạn ơi. Đó. Và đây là đó, các bạn nhìn thấy con gì không? Đây là con dết nha các bạn. Đó. Một con dết đang thì đi kiếm ăn các bạn ạ. Con này rất là nguy hiểm đó các bạn ơi. Đó. Nó đang bỏ đi đấy các bạn ơi. Nó đang bỏ đi kiếm ăn. Đó. Đây là một con loại dết các bạn ạ. Đây là một con dết, dết rừng. Con này rất là nguy hiểm các bạn ơi. Đốt, nó cắn rất là đau luôn đấy. Nó cắn rất là đau. Rất là nguy hiểm luôn. Nhưng ngược lại con đấy cũng rất là tốt các bạn. Đó, và đây đồ nghề của mình ở đây rồi. Và trước đằng sau đây mình đây là một cái khu, đây là một cái gành đá các bạn ạ. Không dốc lắm nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ phải vượt qua chỗ này để đi tạt vào phía trong. Và hiện tại khu rừng này trước đây cũng rất là nhiều các bạn ơi. Rất là nhiều cây thuốc. Đó, nhưng mà
Cái cây thuốc của mình này, tìm kiếm ngày hôm nay thì trước đây rất là nhiều, nhưng mà chúng khai thác mua rất là, người ta mua bán rất là nhiều rồi các bạn ạ. Hiện tại bây giờ rất là hiếm này. Đó. Nó rất là hiếm này. Nên tìm nó hơi bị khó. Đó. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi. À, mình vừa nói lại các bạn quên mình nói lại cho các bạn là cái con ong. Con rết đó. Con rết đó ngược lại thì rất là tốt các bạn. Quê mình thì người ta hay bắt các bạn. Bắt là nhốt vào ống tre người ta mang về. Xong người ta phải to cho vào ngâm rượu các bạn. Cho vào ngâm rượu. Đó. Cho vào ngâm rượu. Để làm thuốc xoa bóp các bạn ạ. Làm thuốc xoa bóp nó rất là nóng. Kết hợp với một vài vị thuốc nữa các bạn ạ. Đó. Một vài vị thuốc lam nữa. Đó, thì người ta ngâm rượu làm thuốc bóp luôn các bạn. Rất là tuyệt vời. Đó là một cái mụn mặn rồi người ta bóp là dùng hết các bạn. Rất là hay. Và các bạn ơi, chỗ mình đang đứng đây, trước đây nó là một cái cây, trước đây chỗ này nó có một cái cây mai vàng các bạn ạ. Đây rễ đây các bạn. Đó. Trước đây nó có một cái cây mai vàng rất là to ở chỗ này. Đó, và đây là còn ngọn nó đây các bạn. Ngọn khô nữa đây các bạn. Thì cây mai vàng này đã bị đào rồi các bạn ạ. Người ta đào về làm cây trồng rồi các bạn. Đó, khi một đây trước đây thế nào đây. Nó đào về trồng rồi. Và đây nó chỉ những ngãnh khô thôi các bạn ạ. Còn lại những ngãnh khô này. Còn cây mai vàng chỗ này rất là to các bạn ạ. Trước đây mình hay đi rừng qua đây đến cái mùa. Vì ở mai vàng miền Bắc thì nó nở vào tháng riêng và tháng 2 âm lịch các bạn. Đó. Nó lở muộn lắm các bạn. Nó ở trên rừng nó lở muộn lắm. Nó đa số vào tháng riêng, tháng 2 đó. Và mình lên đến chỗ này thì nó lở rất là vàng các bạn ơi. Lở vàng rộ luôn. Vàng luôn một cái cánh rừng này. Vàng rực luôn. Rất là đẹp. Đó. Nhưng mà rất tiếc là cây này đã bị người ta đào mất rồi các bạn. Rồi ok. Chúng ta lại tiếp tục chinh phục. Mà đi rừng này nó có rất nhiều cái hay các bạn, thú vị lắm. Đó, khí hậu trong lành. Đó, nên rừng rất là thoải mái luôn các bạn. Không phải suy nghĩ gì. À, nếu kiếm được một hũ ong mật thì rất là tuyệt, thì không bao giờ sợ đói các bạn. Đó. Rất là mệt các bạn. Các bạn này, đây mình vô lên đây. Đó, ui trời. Đây có mấy cái màu lim các bạn này. Đó. Đây này các bạn này. Đây là một cái lụm. Đó. Và đây là một cái màu các bạn. Đó, ok. Rất là tuyệt. Đó. Là cái màu này. Đây là một cái gốc lim này nó bị. Bên dưới là một cái lụm đấy các bạn ơi. Mình sẽ lấy cái màu này. Ấy da. Đây các bạn. Đó. Nghe được một cái màu lim. Rất là đẹp các bạn. Đấy. Một cái màu lim rất là đẹp. Đó các bạn ạ. Thả thơm đi rừng các bạn. Đó, mình vừa đi thả thơm đi rừng thôi và cũng thu được về rất là nhiều chiến lợi phẩm nhé các bạn. Đó là lấy được cái này thì lấy được cái lọ rất là hay. Hôm nay mình lên đây đấy. Đó, lên đấy mà cũng lấy được một cái màu các bạn ạ.
màu đó. Cái lim ấy nó bị chết mọc màu, mình lấy được. Còn vài cái lụm thì mình không lấy được ạ. Để cho nó xòe. Rất là mệt các bạn. Nên đây mình bổ cái dốc này, hơi mệt. Hiện tại giờ mình chưa thấy cây nào các bạn ạ. Đó. Có lấy lên chút này. Bị sai lỏng rồi các bạn ạ. Cực lắm các bạn ạ, đi rừng lấy cây thuốc rất là cực, không hề đơn giản đâu. Cho nên rất là nhiều vị thuốc trên rừng này rất là quý, nhưng mà mình phải mất thời gian cục sức đi rất là nhiều người lơi mới lấy được một vị thuốc. Đó, trong một bài thuốc có 4-5 vị thuốc thì đó, phải đi lấy rất là lâu các bạn, và thường thường là phải một lần đi lấy phải lấy rất là nhiều về. Đó. Rất là nhiều về để được dành các bạn, cây khô bảo quản thì rất là lâu. Ok các bạn ơi, và đây thì ở đây mình đã thấy một dây rồi các bạn. Đó, đây là một cây này. To luôn. Ok, và mình đây mình đã thấy một cái dây rất là to các bạn ơi. Đó, và đây là 2 dây lên luôn các bạn ạ. Đây các bạn ơi. Đó các bạn ơi. Đây nha các bạn. Đó, đây một dây này. Đó. Dây đây nha các bạn. Đó, nó trong cái đá này. Đó, đây một dây rất là to. Và bên dưới này nữa các bạn ơi. Đây này, một dây rất là to nữa. Wow. Đây một dây khủng luôn các bạn. Đó. Đây này rất là to luôn này. Wow. Rất là tuyệt vời. Đó. Thì đây nó là dây các bạn ạ. Đó, và mình sẽ phải lấy củ đó các bạn. Các bạn ơi. Chảo này có 3 dây luôn các bạn ạ. Đó. Và đây một dây nữa các bạn ơi. Đó các bạn nhìn thấy không? Đó. Đây này các bạn. Đấy. Đây dây vàng đây nha các bạn. Đó, thường cái cây dây này nó có một chỗ nào nó hay có bạt luôn các bạn. Và mình dây này không phải là lấy dây các bạn, mà phải đào củ. Đó, nó có củ các bạn, không biết là củ dây này nó như thế nào, to hay không. Đúng không? Giờ mình sẽ đào lên nha các bạn. Giờ mình tìm một góc nó quay ở đó, mình sẽ để nó quay ở đây, giờ mình sẽ đào lên cho các bạn xem. Ok các bạn ơi. Đó. Thì để đào được thì mình phải làm một cán xuống các bạn. Phải chặt cái cán thuống. Nhiều bóng rồi.
rồi có những gốc rất là sâu các bạn. Mình làm đảo rất là khó đây. Mình chỉ sợ nó vào đá thôi. Có những củ cũng rất là lông. Nhưng mà có rất là sâu các bạn. Bây giờ rất là gió các bạn, gió rất là mạnh luôn, chuẩn bị bão nó về, rất là mạnh. Rất là may các bạn, lại đến đây được với được 3 giây. Mà 2 giây kia nó vào đá thì chắc đã đào được các bạn. Chỗ này nó nhiều đá lắm. Đây nó là một cái cây rẻ các bạn. Cái này cây rẻ. Rẻ này ngày xưa ở quê mình nó cây to lắm các bạn. Cây to lắm này các bạn. Nên người ta lột cái mo này các bạn, lột mo lại về phơi khô bán. Nó rất là thơm, bán để cho người ta về người ta nghiền các bạn, người ta nghiền làm bột, nghiền lấy bột để làm nhan đó các bạn, làm hương. Ok, mình đã chuẩn bị xong, bây giờ mình sẽ đào các bạn xem nhé. Đây, nhiều bóng quá các bạn. Nhiều đá các bạn. Đá các bạn. Rất sâu ạ. Cái đá này bảo ạ. Cái
các bạn ạ. Nó rất là tiếc vì dây này nó chui vào đá mất rồi các bạn ạ, không đào được nữa rồi. Đó các bạn ạ, chui đá kia không thể đào được các bạn ạ. Dây này thì rất là to này, tiếc quá, mệt, nhưng mà đành thôi các bạn ạ, lại phải lên dây bên trên. Dây này để cho nó phát triển thôi. Ta lại lên dây bên trên. Rất là tiếc các bạn ạ. Dây đấy rất là to, nhưng mà các bạn biết đấy, nó chui vào những cái vỉa đá này thì chịu các bạn. Đó, các bạn thấy vỉa đá không? Còn đá kia mà. Đó, nhưng mà đá to thế này thì mình chịu. Và dây này thì ngày xưa có một cái lốt đào đây được các bạn ạ. Đó, trũng đào đây được, nhưng mà vẫn còn dây, mình nghĩ là vẫn còn cú các bạn. Ok, mình lại tiếp tục. Ok, bây giờ các bạn ạ, giờ mình lại đào tiếp dây bên trên. Đào dây này các bạn, dây bên dưới và đá mất các bạn, và những cái vỉa đá to quá mình không thể đào được. Ok, mình sẽ đào tiếp dây bên này, thử xem nha các bạn. Chợ như này nó cũng lại vào đá nữa. Rất là nắm đá luôn các bạn. Không lẽ nào vậy? Cũng vào đá lốt sao? Rất là nóng các bạn ạ. Đá quá.
lại phải bỏ thôi các bạn. Lại 1 giây nữa vào đá các bạn. Ui, mệt quá các bạn. Không hề đơn giản các bạn ơi. Đó. Không hề đơn giản tí nào. Bây giờ lại phải tiếp tục đào dây thứ ba đây các bạn ạ. Ok các bạn ạ. Sau 2 giây nó vào đá thì không đào được. Bây giờ tiếp tục lại đào dây thứ ba nha các bạn. Hai dây kia nó vào đá rồi các bạn. Đây này. Mày ra. Chịu các bạn ơi. Ba queo, mèo mở mắt nhưng mà mèo chẳng thấy đâu. Mệt lắm các bạn ạ. Không hề đơn giản luôn. Đó. Hai bên hai tảng đá luôn. Không làm ăn gì được các bạn ạ. Bây giờ phải đi tìm dây khác thôi các bạn ạ. Quá mệt à. Đó các bạn ơi, rất là mệt luôn. Mệt quá các bạn ạ. Đó. Sau 3 giây, sau đào 3 giây thì không dây nào được các bạn ạ. Đã tiếp tục hành trình. Và đây có một cái dây tí tí này các bạn ơi. Dây này thì bé quá. Không có củ đâu các bạn. 2 giây kia, 3 giây kia, củ rất là nhiều. Nhưng mà nó ở sâu. Ở dưới đá thì chịu. Rất là mệt, không hề đơn giản thế nào các bạn. Vì cái dòng cây này rất là nó rất là hiếm nhưng mà nó lại nó hiếm, nó tốt nhưng mà nó lại khó khai thác các bạn, rất là khó lấy. Nó tiền ở khu vực cái sỏi đá đấy các bạn. Đó. Rồi, rất là sâu. Nên rất là khó lấy được nó lắm. Đó. Mình lại tiếp tục hành trình vào khu này. Nhưng mà khả năng khu đây tiền đá đấy các bạn. Đó, ở đây thì rất là khu đây tiền đá luôn các bạn ạ. Đá luôn. Vào đây 1 giây các bạn. Đó. Đây là 1 giây to này các bạn. Đó. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục khui dây này xem. Đó nha các bạn. Đây này. Mình nghĩ là dây này nó sẽ không vào đá đâu các bạn. Chỗ này rất nhiều đá nhưng mình nghĩ là sẽ phải khai thác được nó rồi. Vì mình đã rất là mệt.
cây. Đây là một cái cây khô. Ok, mình đã để máy quay. Ok, bây giờ mình đã tiếp tục đào tiếp lúc nữa. Nhỏ các bạn muốn giới thiệu cho các bạn, nhưng mà đi lấy rất là mệt. 3 giây được các bạn ạ, 3 giây 3 keo mà chưa dây nào được, đến dây này là dây thứ 4. Mình hy vọng này các bạn. Hai cái dây, 3 giây kia rất là to. Đó. Rất là to luôn. Nhưng mà không hề có. Không hề có. Cú luôn các bạn. Đó. Quay này, các bạn đã thấy rõ được. Rất là sỏi đá các bạn. Nó đá đấy nha. 3 giây và đá rồi. Ok.
đấy đã lên cú rồi các bạn ạ. Đó, và dây này. Đấy, và dây này thì đã được cú rồi các bạn ạ. Đó. Dây này cũng rất là to này. Đó các bạn ạ. Đó, may quá dây này. Dây này đã có cú rồi các bạn. Dây này may quá nó không vào đá. Ở rất là lông các bạn. Đó nha các bạn ơi. Đấy. Đây là cú nó này. Đấy. Cũng rất là to nha các bạn. Đó. Ok. Đây mình sẽ khui nó lên nha các bạn. Rất là mệt luôn. Đó các bạn ạ. Cái dây này thì có những dây đào rất dễ nhưng có dây rất là khó luôn các bạn. Đặc biệt nó chui vào đá thì chịu. Có những dây nó ở lông, có những dây ở ngang thắt lưng các bạn. Đó. Và bây giờ mình sẽ dây ở đây các bạn ơi. Dây ở đây nha. Chưa được to lắm các bạn ạ. Đó. Mới được một đấn này các bạn. Không hiểu chỗ này. Đây các bạn ạ. Đó. Cái cú này phải rất là lâu năm rồi các bạn ạ. Phải mấy chục năm là mới được cú như này đó các bạn.
nha các bạn ơi. Đó. Phải mấy chục năm được nó mới được củ như này các bạn ạ. Không hề ngắn. Ok, hết rồi các bạn ạ. Đó, xong hồi đào thì mình đã khui được hết rồi các bạn. Bởi vì cái dây này các bạn ạ, nó có hạt, đó. Nó lên mà nó có hạt, nó rụng xuống. Đó, nó sẽ mọc, nhưng mà phải vài chục năm các bạn ạ, mấy chục năm nó mới lớn được cái dây như này. Ý là những cái dây như này nó tồn tại phải rơi vào độ khá lâu các bạn, phải mấy chục năm rồi các bạn. Đó, mấy chục năm mới có củ như này. Đó. Thì chỗ này phải được khoảng tầm đây này cũng được tầm hơn 2 cân các bạn. Đó. Hơn 2 cân củ rồi. Và có những dây mình đào có thể là có những dây lên, có những dây mình đào được khoảng 11 12 cân củ các bạn. Đó, như mấy cái dây to ngoài kia. Đó, như cái mấy cái dây to lúc trước mình đào thì chắc chắn phải được 7-8 cân củ nếu như không vào đá. Đó. Rồi ok, chúng ta lại tiếp tục lên đây tìm một chặng nữa xem các bạn nhé. Đó. Chúng ta lại tiếp tục đồng hành. Một cái gì rất là vất vả các bạn ạ. Đó, các bạn thấy mình làm chưa? Rất là vất vả luôn, cực nhọc luôn. Đó, mới được bằng này củ. Và bằng này vẫn chưa thấm vào đâu. Bây giờ mình sẽ phải lên kia mình tìm nữa các bạn ạ. Đó. Và đây là những cái dây gốc nó nha các bạn. Rất là cực luôn. Ok, chúng ta lại tiếp tục đồng hành nha các bạn. Đó các bạn ơi. Đây là măng lứa các bạn ạ. Đó. Đây là bụi lứa nha các bạn. Đây là măng lứa các bạn ạ. Đó. Măng này lấy về ăn rất là ngon này các bạn. Đó. Ở mình ở đây rất là nhiều các bạn ơi. Đó, mình chui xuống cái rạch dưới kia thì rất là nhiều luôn. Đó, và đây chỉ có một búi thôi các bạn. Măng này rất ăn rất là ngon luôn. Đó. Về luộc và lộm nạc các bạn. Đó. Đặc biệt là các bạn mà rất thích nấu ăn thì mình nghĩ là có những món ăn rất là ngon luôn. Đó các bạn ơi. Đây là quả bứa nha các bạn. Đó. Đây là một loại quả này cũng rất ngon nhưng quả này bị thối rồi các bạn. Đó. Cây ở đây các bạn. Cây ở đây. Cây rất lớn này, nhưng mà cây này thì chịu rồi. Cây này không chịu, không trèo được các bạn. Rất là cao. Cây đó thì rất là cao luôn các bạn. À, đây có một dây kích nha các bạn. À, đây là một dây ba kích này. Đó này các bạn. Đó,
Đây là kích này nhưng mà nó ở ngay đây các bạn. Đây. Dây rất to này các bạn. Đó. Gốc ở đây nha các bạn. Nó rất to này. Mà không có củ đâu các bạn. Là không có củ nữa đấy. Đó, củ đây các bạn ơi. Đó. Dễ đây các bạn. Thế này thì nó vào mất hang đá rồi. Đó, cái này. Nó vào mấy hang đá đấy các bạn. Như trên kia thì nó lang lên kia thì không có củ không. Đó, để mình phát qua quang xem dây này có củ không nha các bạn. Đó. Ở đây mình quê mình kích tự nhiên này rất là nhiều các bạn. Nhà bây giờ thì rất là hiếm này. Cây này thì này hoa củ các bạn, cây này đây hoa củ đấy. Đây củ đây các bạn. Đó. Ở đây là dây non nữa này. Đó, để vào lấy về làm thuốc, làm nấu nước uống thì vẫn có các bạn ạ, vẫn tìm được. Đó, và đầy củ đây các bạn ơi. Đó. Đây. Đây nó chạy ra đây các bạn ạ. Yeah. Đây các bạn ạ, đây nó có củ này các bạn. Đó. Đây nha các bạn. Đó. Ở trên rừng này nếu như cái dây này nó ở chỗ đất nó không có đá các bạn. Đó, rất là nhiều củ luôn. Đó. Đấy các bạn nghe chưa? Thôi để làm giống các bạn ạ. Làm giống thôi. Vì ít quá, không bỏ lấy các bạn. Nếu mà có nhiều thì lấy. Bây giờ nó cũng rơi vào độ tầm kích rừng này các bạn ạ, không phải là kích trồng đấy các bạn. Kích rừng này nó rơi vào độ tầm 250, nói chung 300 rưỡi chỉ một cân nữa các bạn. Rất lâu rồi mình không đi lấy được cái đó. Trên rừng mình có những cái dây nó rơi vào độ tầm 4-5 cân đấy các bạn. Nhưng mà mình chưa lấy được cái dây đó bao giờ. Mình lấy được những cái dây chỉ được 3 cân đủ lại các bạn. Dây 4-5 cân thì có người lấy được rồi các bạn. Có người còn lấy được cái dây 7 cân các bạn. Ok các bạn ơi. Đó, giờ mình đã đến đây các bạn ạ. Đường đi quá dài, quá rộng. Đây các bạn ạ. Đó. Đã thấy một dây nữa rồi các bạn ạ. Đó, như dây này nó ở cái gốc cây này thì không biết là có đào được không các bạn. Đó. Gốc cây này rất là to luôn. Gốc cây sợ dễ nó vào thôi. Thì ok. Mình lại tiếp tục đào cho các bạn xem nhá. Ok các bạn ạ, mình đã chuẩn bị xong. Đó, giờ mình sẽ đào tiếp cây này cho các bạn. Đây rất là khó đấy các bạn ạ, không biết là dây này có đào được không. Đây, rất là cứng này. Đã vào cái dưới cây này thì không đạp được các bạn. Đó.
có những dây rất sâu các bạn ạ, có những dây lông thôi, mình chỉ đào một lúc thì đến này. Đó, cú được các bạn ạ. Đó, đây này đã đào đến cú rồi. Đây này. Đó, cái cây này rất là khó lấy. Trời mưa rồi các bạn ạ. À, mưa nhỏ rồi. Đó, đây các bạn ạ. Cú đây nha các bạn. Đây, cú được các bạn. Ồ, dây này. Cây các bạn ạ. Rất là to nhưng mà rất nhiều những cây luôn. Bây giờ đang chuẩn bị đổ mưa các bạn ạ. Cây khó lấy quá các bạn. Người đơn giản. Đó các bạn ạ. Vào dễ cây lấy nó hơi khó đấy. Đây, củ non các bạn, củ già này thấy đáng rồi. Đá rồi các bạn. Vào dễ cây rồi. Bạn rất là mệt. Đó các bạn ạ. Đó, vào dễ cây rồi các bạn ạ. Đó, chỉ được bằng này cú thôi các bạn. Đó, rất là đầy đủ này. Tiên vào dễ cây. Nghe không? Vào đá rồi các bạn ạ. Rất là mệt. Ok, mình với các bạn bây giờ. Ok các bạn ơi, mình đã đi sang một cái cánh rừng khác. Đó. Và giờ mình lại đi tìm tiếp
và không biết là giờ một đường này có không các bạn ạ. Đó, và hiện tại giờ trời nó rất là tối rồi các bạn, chuẩn bị bão nó về hay sao. À, mưa trời tới om rồi các bạn. Các bạn có thấy mệt không ạ? Quá mệt đúng không ạ? Đó, đi rừng tìm cái thuốc với mình thì nó là như vậy các bạn ạ. Đó, đây là những cái cây rất là đơn giản thôi, nhưng mà cũng rất là mệt rồi. Còn có những lần chúng mình phải đi mình lấy gánh cây rồi các bạn, gánh lên rừng xuống rất là mệt mỏi luôn. Đó, cái gì này hầu như là không có các bạn. Đó, thì mình đã xuống đến rừng nứa rồi các bạn ạ. Và ở trước mặt mình đây là một cái rừng nứa này các bạn ạ. Đó, mình nghĩ là măng nứa rất là nhiều luôn này các bạn. Trước đây ở khu này cũng có đấy, nhưng mà ở đây khu này cũng có đây các bạn, măng nứa này. Đó, khu rừng này trước đây cũng có rất là nhiều dây, nhưng mà bây giờ thì mình tìm hầu như không thấy các bạn ạ. Đó, ok. Và đây một rừng nứa nữa các bạn ạ. Đó, nứa đây rất là nhiều măng các bạn ạ. Đó, đúng mầm măng kìa. Đó, có rất nhiều mầm măng các bạn. Nhưng hôm nay mình sẽ không lấy măng đâu, dặm lắm các bạn. Đó, rất là dặm luôn. Đó đi đi. Đó, sự ra là quá vất vả các bạn. Chắc hôm nay chỉ thu hái được vậy thôi. Ok các bạn ạ. Đó, sau một quãng đường dài vất vả thì giờ mình đã phải ra đến chỗ ngơi các bạn ạ.
rất là mệt luôn các bạn. Đó. Và sau suốt một thời gian các bạn cùng đồng hành với mình thì chỉ có bằng này thôi các bạn ạ. Đó. Đó, thu lượm được chỉ có bằng này thôi. Và hôm nay rất là không. Đó, hôm nay có rất là nhiều dây các bạn ạ. Nhiều dây mà không lấy được củ các bạn ạ. Và chiến lợi phẩm ngày hôm nay. Đó các bạn ơi. Đó. Các bạn ơi. Và rất tiếc là hôm nay là có mấy dây to các bạn ạ, không đào được củ. Và đây chỉ là có hai cái dây thôi. Đó, và bây giờ thì trời tiết cũng đã muộn rồi. Nên mình chia sẻ với các bạn đây thôi. Vì các bạn ạ, giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Và đây, và ở quê hương mình gọi là đây là củ khúc khắc nha các bạn. Đó. Đây là củ khúc khắc. Đó, các bạn ơi. Các bạn nhìn rõ nha. Khúc khắc này thì quê hương mình gọi